Khánh là làm gì sáng giờ sớm dữ vậy? Hả? Rồi đâu? Rồi đâu? Tối hôm qua có ước hẹn với nhau, cô dâu chú rể, nửa đêm mò mò không thấy. Sáng sớm dậy xuống nói chuyện kế bên lỗ tai em luôn. What? Chị em bỏ tôi. Em bỏ tôi. Cô đơn, nó một mình. Trời ơi. Sao em bỏ tôi? Tiền một bữa lắm. Đâu cái gì? Người em cứ ngắt vậy. Rồi, thấy không? Thấy không anh? Anh thấy chưa? Thấy chưa em kêu là rồi vậy? Không ngủ được đâu. Giang như thường lệ đổi chỗ cũng không ngủ được đúng không? Ờ, hôm qua chị Giang ngủ dưới mà. Ờ, thì đổi chỗ cũng không ngủ được đúng không? Ở dưới đâu có nệm đâu. Ở dưới đó có cái túi ngủ. Thua mà đâu phải ngủ nệm. Cái đó nó mụn lét à. Nó vẫn đau lưng như thường. Nhưng mà anh Thịnh đêm qua cũng ngủ không được, thương. Chúng tới dưới luôn hả? À? Em dưới này xong nha. Nghe. Nghe vậy? Em thề luôn á. Đúng rồi. Bự lắm anh ơi. Trời to lắm. Tiếng anh vang rừng em... núi. Nhưng không ai trả lời. Nhắn tin theo cùng gió. Cái mặt miệng của anh đây đợi chờ. Mặt miệng của anh đây đợi chờ. Bà kiểu tướng như bà gặp án mộng á. Đi xuống. Anh Giang. Anh là sướng nhất rồi. Mà mộng Giang chứ. Đi đây cũng nghe được mà. Cách âm rồi đó mà vẫn nghe được hay thiệt. Ủa vậy hai anh em không biết gì hết? Không biết gì luôn. Hiếu với lại Hiếu với lại Huy là 3 giây. Không nhưng mà nằm xa nhất anh. Không nhưng mà Hiếu với Huy là cái là ok la lắm. À có quà âm luôn hả? Ngủ nhanh. Có quà Hiếu với Huy là ngủ nhanh. Chưa thấu mít là em đã ngủ rồi. Ủa sorry hôm qua tại vì Chris lên sau á. Chị không để ý bộ đồ á. Rồi hai người có tiểu phẩm gì về bộ đồ này chưa? Ủa sao giống nhau vậy? Ờ. Thôi em tính miếng trước hả? Định không mắc cơ hả? Không có. Không có. Thôi định luôn đi. Hay tôi chị, thấy không có gì mắc cơ. Hôm bữa tỷ thấy là còn hai cái mà mới đặt xong còn một cái là mùi đặt đó. Không em. Đó. Trùng hợp luôn á. Thôi đi dễ mà trùng quá. Tôi đang nghĩ là không biết là cái mối đặt đồ của em có chung là mối của tôi hay không. Bà có ý gì mà cái lần nào mặc đồ ngủ giống nhau đi. Lãng hay có cái đúng hợp. Không biết. Có thể là tư duy game thủ. Là đừng có để lộ là tụi mình yêu nhau. Đừng có để lộ là tụi mình yêu nhau. Tập trung không đặt chung một thời điểm mà không hề biết là chung với nhau. Mối đặt đồ thấy mối đặt điều thì có. Tiểu phẩm gì mà nào con long phụng xung vầy kia đúng xung vầy xung vầy thế cô đầu kia. Vì các bạn tập trung sớm nên chương trình có phần thưởng cho các bạn là nguyên liệu pha sinh tố buổi sáng. Các bạn được ưu tiên chọn 5 nguyên liệu, còn những nguyên liệu còn lại mặc nhiên thuộc về đội Đức Thịnh. Bây giờ anh không thích xoài. Rồi, anh không thích xoài, bên tôi lấy ra. Bên tôi lấy ra. Anh thích gì báo lấy luôn. Ra. Bên tôi lấy ra. Rồi, của bên tôi. Rồi. Sữa chứ, đúng rồi. Rồi, bên đây xin xin tố ăn đi. Mệt mỏi quá. Bây giờ các bạn bắt đầu pha chế sinh tố. Đây, tính ra em làm cho. Ừ, làm đi. Miệng thú nha. Ủa sáng sớm mà không thú sao được. Em làm như em thơm lắm vậy, em hà thì coi cho hai tôi coi coi. Trời ơi. Đúng là quả cái trưởng. Mình bỏ hết vô luôn hả? Đúng rồi, có nhiêu bỏ nhiêu đúng không chị? Quá trời. Ủa sao mình không tách hai cái máy ra đi anh Huy Tuấn? Có anh Huy Tuấn đây nữa hả? Có anh Huy Tuấn đây nữa hả? Huy Tuấn là nhạc sĩ mà. Ha, em lộn rồi anh Huy Khánh. Anh Thịnh uống được cái cho tỉnh nha anh Thịnh. Cái này là gì cà chua? Cái này là ớt chuông. À. Ít thôi. Không, tại bỏ phải bỏ hết luôn hả anh? Bỏ nhiều quá say đấu nổi. À,
ơi, thấy đau bụng ngang rồi đó. Anh sáng ngủ dậy không đúng giờ đó, có cái ức chuông đó nhắc nhở anh là tiếng kìa. Từ sáng mà anh chứ sao mà miếng dính ngoài được. Cái chuyện để mình lắm đó, em nói kìa. Miệng đời mà. Miệng đời mà. Cho mấy nước vô mới xay được, gỡ ra. Không cần nước. Sao không cần nước? Sao cần nước anh sao rồi? Anh sao á? Nè, nhà bác sinh tố nè. Đúng rồi. Rồi, rồi vô em ơi, vô. Nhà em. Nhà bác sinh tố trộn nước không hả? Trộn nước không hả? Cô Vin trộn nước không? Có đá không nhờ? Còn ly nữa, Rết ơi. Rồi. Chạy ghen hoài. Này giống như súp cua mà ăn cua nó hơi nhiều quá. Trời, thiếu hơi yếu. Duyên dáng quá, súp cua, cua hơi nhiều hay hả? Vô. Nè, xin tố gạch cua nè, vô. Quá vậy ngon rồi. Ngon nha. Trời ơi. Mùi qua sạch miệng. Trời ơi, miệng nó thúi bằng không. Uống cái đó nữa. Xúc miệng bằng cọc ly nước đó rồi. Vô. 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 Xin chúc mừng chúng ta. Đúng là 1, 2, 3. Đúng là quái cái trưởng. Nhờ anh cũng phải uống vô với em đi. Như vậy chúng ta đã có một buổi sáng thật nhẹ nhàng, vui vẻ với nhau. Sau đây các bạn sẽ di chuyển đến một khu vực rất đẹp, đó là đập Phà Lài để tham gia một vài thử thách nơi đây. Anh Thịnh, tỉnh táo lên. Anh hô đi cho nó tỉnh táo, ngày đang động nè. Ê, buổi sáng hôm nay thật là tuyệt vời. Dù hai ngày hôm qua là thiếu ngủ, nhưng mà hôm nay vẫn năng lượng. Yeah. Chương trình, khoan, vô. Hả? 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 Đủ rồi. Chương trình! Vô cái đi vậy. Chương trình cứ cản á. Vô, đúng rồi. Đúng rồi. Trời, nói đi. Quên. Giờ này chương trình 2 ngày 1 đêm tự do, tự lo. Yeah.